Rồi xong. Cơm mà anh em mình chưa được cơm này. Còn được miếng nữa kìa. Chịu luôn. Rồi đây ia ibon. Ôi nhà người ta cao quá. Nhà người ta bằng nóc nhà mình luôn các bạn ơi. Bằng nóc nhà quán luôn. Nóc nhà này. Rồi xong cái kia là xong vẹn cơm thôi. Là mấy đứa kia ăn cơm hết rồi. Ok các bạn, là đến clip của mình nha. Hôm nay sẽ chia sẻ mình làm điện nha các bạn ơi. Đây là cái đây là mình đấu, cái này là đấu đúng luôn nha các bạn nha. Đấy nguồn. Cho nên là dây nguồn. Dây nguồn thì nó có hai dây nguồn ở dưới đây. Ta gắn ở dưới đây. Đấy, sau đây là dây bóng điện này các bạn. Đây là bóng điện. Dây mát. Đây bên này dây nguồn là dây mát này. Dây nóng này. Đấy. Nên là cái này là cách đấu đúng này. Bởi vì sáng giờ mình đi sửa là từ bên kia các bạn. Từ bên kia ra đây luôn. Đó. Mình đi sửa lại cái chỗ thằng em nó đấu sai đây các bạn ạ. Đấy. Còn đây là mình đã đấu đúng rồi nè. Đây. Dây nóng đây, dây mát đây. Đấy. Và cái đấu đúng là đấu với là cái bóng điện này. Đây. Đây trên này là bóng điện này các bạn. À, các bạn thấy không? Bóng điện. Bên này nữa. Đấy. Mà nó đấu sai giờ mình phải đấu lại hết rồi. Cái này là đấu đúng rồi các bạn nha. Và tí mình sẽ cho các bạn đấu sai là như nào nha các bạn nha. Đó. Đó, tất nó đơn giản thôi. Đây dây nóng này là ngăn cách đây. Dây nóng bóng điện, dây nóng nguồn đây, nguồn đây, bóng điện đây. Đấy. Có ngăn cách công tắc đây. Đây. Chỉ cần một dây thôi, dây nóng thôi. Dây, bỏ dây nóng, một dây nóng ở trên công tắc thôi. Ngắt cắt làm đôi dây nóng ở chỗ công tắc thôi. Dây nóng ở trên công tắc này. Một bên người ta đưa lên bóng điện này, một bên là lên chỗ dây nóng nguồn ở dưới này. Đấy, nguồn này. Đó, sang bên kia nha. Rồi, sang bên kia chỗ thằng em nó làm sai, sáng giờ mình sửa đúng. Sáng giờ lâu sửa từ sáng giờ chứ còn xong rồi các bạn ạ. Đây. Này là đó, nó đấu sai đây các bạn ạ. À, để mình cho các bạn thấy là đấu sai là như nào. Đấy. Bây giờ, hồi nãy là các bạn có thấy là trên này có một bên này một dây, bên này một dây thôi đúng không các bạn? Mà trong khi đó ở đây nó là 4 dây luôn. 1 2 3 4 dây. Đây dây nóng. Dây nóng, dây mát này. Đấy, là nó chỉ là nó đấu chung luôn cả trong này, cả nóng và mát là cả giống như là nguồn nó vào đây luôn. Tất hai cái là cái nguồn nó vào đây như vậy là nó sẽ cháy nha các bạn nhé. Cháy hết cái dây này, nóng bật rồi cháy, có khi là cháy dây cháy bóng luôn đấy các bạn ạ. Đó đây, và bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ đấu lại cho gọn nữa đây, và mình sẽ tháo ra hết, mình sẽ đấu gọn lại những cái chỗ em đã đấu sai, cái này là sai. Ở trên này chúng ta chỉ làm hai dây thôi, ở dưới này dây nóng này, trên này cũng là dây nóng là nó ngắt mà, dây mát ở dưới này. À, dây mát ở dưới này, hãy đảo dây mát đây. Để dây mát ở dưới, dây nóng ở trên là chúng ta sẽ bật con tắc này, là sẽ có điện thôi. Đấu như thế này là cháy đây các bạn ạ, cháy hết đấy. Mình sẽ cho các bạn xem rồi, cách mình đấu luôn nha. Đây. Mình tháo cho các bạn xem. Này, dây mát với đây này, đấu chung là sai các bạn, sai. Sai hết kia, như thế là không được. Nên là mình sáng giờ mình đi sửa thao hết rồi các bạn ạ. À, chia sẻ cho các bạn nha, cách mà về nhà đấu điện nhà cho đơn giản nha các bạn nha. Đây, nó thành một chùm luôn. Chung luôn. Tí mình sẽ chia sẻ và cách đấu rất là gọn cho các bạn nha. Đó. Thở ra thôi. Tức hết đi. Đấy, cái hai cái dây này thôi.
ai đi dây xanh này không cần quét. Đây các bạn, lấy một đồng này thôi, lấy một đồng này gắn đầu này trước. Đúc vô vào đây chia sẻ này các bạn nha. Công việc hôm nay mình làm công việc này đi sữa hết mệt quá các bạn. Chưa rồi. Đó, là sữa như thế này. Đó, chỉ cần 2 giây này. Đây là nó thành 2 giây nắng rồi các bạn. Tí sữa được các bạn sẽ đấy. Và đây là nguồn, nguồn là chưa bắt này. Nguồn là sẽ có khác. Đó, đây là công tắc bóng đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái nóng. Nếu mà nóng như thế này, nó cho bên này thôi các bạn nha. Thế xong. Cái bóng thứ hai kia rồi lửa tạo okay. Rồi bóng kia đây, lấy một bên này thôi, ra thì cần lấy một bên thôi, xong rồi bỏ đi lấy bên đỏ chưa cần. Đó, lấy bên đỏ. Đánh vô đầu này thôi. Đó, các bạn sẽ. Rồi, giờ đây chúng ta đã có thể hoàn thành một cái công tắc. Tắt lên. Nó như thế này thì các bạn nhỉ. Bây giờ lấy nguồn. Đây. Đây là móng này. Đấy, các bạn thấy không? Rồi lấy nguồn này đây. Mát này. Mát này. Để nóng này. Chị điện này. Dây nguội này. Để nóng. Dây nguội này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đấu như thế nào. Đấy. Hai đầu trên. Đấy như đóng. Chúng ta đã ngắt rồi. Đó. Bây giờ. Hai này. Trộn cái đầu này. Tức cho nó gọn gàng với các bạn nha. Đây là cái nguồn nó chung được với nhau thành có 3 dây thôi. Cái này các bạn đây là 4 dây. Trên cũng 4, dưới cũng 4. Đây các bạn đó. Là chỉ cần một chung này thôi, 3 dây thôi. Hai công tắc. Định vị dây nóng như vậy. Quăng nó thôi. À, rất là gọn gàng. Thế bạn thôi. Thôi. Mình không chưa học điện bao giờ nha các bạn, nhưng mà mình biết cách đấu nha các bạn nhé. Nói chung là mình vừa cũng biết thôi. Bây giờ là dây. Đây là dây nóng, dây nguội, dây mát đấy.
bạn sẽ thấy là vị trí ban đầu nó khác hơn, có 3 giây thôi. Đấy, các bạn thấy không? Chứ không phải 4 giây nữa, chỉ có 3 giây thôi. 3 giây. Xong vô các bạn. Có 3 giây thôi. Xong vô. Đó. Bóp vô. Chắc rồi. Bóp xem vô đây. Đấy. Thì các bạn, chúng ta gọn gàng. Gọn gàng mà đúng điện nè. Chiều ráp thôi, mình sẽ bật bóng cho các bạn xem. Rất là ok luôn. Rồi, đúng như kiểu ban đầu nó sẽ cháy nha các bạn nha. Đây, các bạn thấy không? Gọn. Đó. 3 giây. 3 giây, 2 giây, chứ không phải 4 giây như hồi nãy nha các bạn nha. Đó, như nóng, tắt rồi là công tắc, bật lên bật xuống, thế thôi, đây là xong, xong điện. Sửa hết các cái điện đây các bạn ơi. Xong rồi. Giờ là bắt nguồn nó được, giờ lấy nguồn là bật điện là xong. À. Ok, hôm nay leo trên nóc nhà buổi trưa rồi. Đi gắn lại các cái dây điện đây các bạn. Dây điện bị anh em cắt để đấu lại đường dây mới á. Bây giờ phải đấu lại. Còn một cái chòi nữa thôi. Một cái chòi kia, chòi này. Chòi kia xong rồi, chòi kia xong rồi, xong rồi. Thôi. Sáng thì lắp ở dưới, trưa thì chạy lên trên này đấu. Rồi xong. Cưa mẹ anh em mình chưa được cơm này. Quay được miếng ngay cả. Chịu luôn. Rồi đây IA iPhone. Ôi nhà người ta cao quá. Nhà người ta bằng nóc nhà mình luôn các bạn ơi. Bằng nóc nhà quán luôn. Nóc nhà này. Rồi xong cái kia là xong về ăn cơm thôi. Cho mấy đứa kia ăn cơm hết rồi.